Giá Bitcoin hôm nay 25 tháng 11 trên thị trường tiền ảo. Trong top 10 đồng tiền đứng đầu về vốn hóa tại phiên giao dịch sáng nay, đã có 3 đồng tiền nằm trong diện giảm giá. Cập nhật hình tiền điện tử sáng hôm nay 25 tháng 11. Tình hình giá Bitcoin hôm nay được cập nhật vào lúc khoảng 6 giờ sáng. Đồng tiền đứng ở vị trí đầu tiên, Bitcoin ban tổ chức tăng giá trở lại. Tuy nhiên, lại có 3 đồng tiền khác trong top 10 rơi vào tình trạng giảm giá. Nhưng các nhà đầu cơ cũng không cần lo lắng vì mức giảm được ghi nhận không đáng kể. Cập nhật tình hình tiền điện tử trên sàn giao dịch ngày 25 tháng 11. Đồng tiền Bitcoin ban tổ chức sáng hôm nay đã không còn nằm trong diện giảm giá của ngày hôm qua. Cụ thể, giá trị giao dịch trên sàn của nó đã tăng lên 3,6%. Nâng giá giao dịch hiện tại lên mức 19,053.87 đô la Mỹ. Đồng Ethereum đã giảm 0,37% giá trị so với 24 giờ trước. Giá trên sàn giao dịch hiện tại còn 602.83 đô la Mỹ. Đồng XRP sáng nay tiếp tục tăng trưởng rất mạnh, mức tăng lên đến 22.87% giá trị. Trên sàn tiền điện tử đang được giao dịch với giá 0.697885 đô la Mỹ. Đồng T giờ giảm nhẹ 0.06% giá trị, sáng nay giá giao dịch so với 24 giờ trước chỉ còn 0.999651 đô la Mỹ. Đồng Bitcoin các tiếp tục tăng 8.64% giá trị. Giá giao dịch trên sàn hiện là 340.42 đô la Mỹ. Đồng Chanh Linh sáng nay tăng nhẹ hơn hôm qua, chỉ tăng 1.74% giá trị. Giá trên thị trường hiện tại đang là 15.54 đô la Mỹ. Đồng Lisk -E duy trì trên đà tăng giá, so với hôm qua đã tăng 1.12%. Giá trên sàn đang ở mức 88.79 đô la Mỹ. Đồng Cardano tăng 797% giá trị. Giá đang giao dịch trên thị trường là 0.164300 đô la Mỹ. Đồng Polkadot sáng nay đã giảm mất 1,79% giá trị, kéo giá giao dịch xuống mức 5.72 đô la Mỹ. Đồng Binance Coin hôm nay tăng lên đáng kể, đã tăng đến 10,19% giá trị, được giao dịch trên sàn với giá 33.60 đô la Mỹ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm vn ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày đừng quên nhấn like và theo dõi kênh trung tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé cảm ơn các bạn